Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thân người cao lớn, thật sự không phải nghĩa thân lớn. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như thế. Nếu nói lời này, ta sẽ diệt độ vô lượng chúng sanh, ác không gọi là Bồ Tát. Vì cớ sao vậy? Vì thật không có pháp tên là Bồ Tát. Thế nên Phật nói, tất cả pháp hữu vi trên thế gian, tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Nếu có Bồ Tát nói lần thế này, ta sẽ trang nghiêm cõi Phật, ấy chẳng gọi là Bồ Tát. Vì cớ sao vậy? Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật tức chẳng phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Nếu Bồ Tát thông đạt pháp vô ngã, Như Lai gọi đó là chân thật Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có nhục nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế, Như Lai có nhục nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế, Như Lai có thiên nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế, Như Lai có huệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế, Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, như thế, Như Lai có Phật nhãn. Này Tu Bồ Đề, như trong sông Hằng có bao nhiêu cát, Phật có thể nói là cát chăng? Bạch Thế Tôn, như thế, Như Lai nói là cát. Này Tu Bồ Đề, như trong một sông Hằng có bao nhiêu cát, có những sông Hằng bằng số cát như thế, có các thế giới của Phật bằng số cát của những sông Hằng ấy, như thế thật nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất là nhiều. Trong các thế giới, Phật đầy dãy như thế, có tất cả chúng sanh, có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thảy đều biết. Vì cớ sao vậy? Như Lai nói các tâm đều không phải tâm, ấy gọi là tâm. Vì cớ sao vậy? Này Tu Bồ Đề, tâm quá khứ không thể lưu giữ được, tâm hiện tại không thể lưu giữ được, cho đến tâm vị lai cũng không thể lưu giữ được. Tu Bồ Đề, nếu có người đem bảy báu đầy dẫy cả tam thiên đại thiên thế giới, dùng bổ thí
người ấy do nhân duyên này mà được phước đức nhiều chăng? Bạch Thế Tôn: đúng vậy, người này do nhân duyên đó mà được phước đức rất nhiều. Này Tu Bồ Đề, nếu phước đức có thật, Như Lai tức không nói là được phước đức nhiều. Do phước đức không thật nên Như Lai nói được phước đức nhiều. Này Tu Bồ Đề, có thể do sắc thân mà xem xét một người có chứng đắc như như bất động của Như Lai hay chăng? Bạch Thế Tôn: không vậy đâu, không thể do sắc thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đầy đủ xem thấy một người có hay không chứng nhập cảnh giới như như bất động tự tại của Như Lai. Vì cớ sao vậy? Vì sắc thân chẳng qua chỉ là do đất nước, gió lửa, không khí, năm đại này là nguyên tố cơ bản kết hợp với nhau mà thành. Hơn nữa, dù sắc thân đó có đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa, một ngày nào đó cũng bị hoại diệt. Nhưng vì thị hiện có thân tướng nên mới nói là thân tướng của túc viên mãn. Này Tu Bồ Đề, có thể do các tướng mà đoán biết một người đã chứng nhập cảnh giới tự tại như như bất động hay chăng? Bạch Thế Tôn: không vậy đâu, không thể do các tướng mà đoán thấy một người đã chứng nhập cảnh giới như như bất động. Vì cớ sao vậy? Như Lai nói các tướng đầy đủ tức chẳng phải đầy đủ, ấy gọi là các tướng đầy đủ. Này Tu Bồ Đề, ông chớ bảo Như Lai khởi nghĩ thế này, ta sẽ có nói pháp, chớ khởi cái nghĩ ấy. Vì cớ sao vậy? Nếu có người nói Như Lai có nói pháp, tức là phỉ bám Phật, không hiểu nghĩa ta đã nói. Này Tu Bồ Đề, cái gọi là nói pháp đó thật không có pháp có thể nói, đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh, lại cũng do nhân duyên mà diệt. Mà không có nhân duyên thì cũng chẳng có pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. Bạch Thế Tôn: chúng sanh ở đời Dĩ Lai nghe nói pháp thâm sâu này, có sanh lòng tin kiên cổ bất thối chăng? Này Tu Bồ Đề, chẳng thể nói đó là chúng sanh, cũng chẳng thể nói đó không phải chúng sanh. Cái gọi là chúng sanh lại cũng chỉ do nhiều nhân duyên hòa hợp sanh khởi. Nếu các duyên không hòa hợp cũng sẽ không có cái gọi là chúng sanh. Chúng sanh ấy, Như Lai nói chẳng phải chúng sanh, ấy gọi là chúng sanh. Bạch Thế Tôn: Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lẽ nào là không có được ư? Đúng như thế, như thế. Này Tu Bồ Đề, ta đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác nhận đến không có một chút pháp có thể được, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, dạng pháp trên thế gian này đều bình đẳng, không có cao thấp, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng
chánh giác. Nếu như không có ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, tu tập tất cả pháp lành, tức được vô thượng chánh đạo chánh giác. Tu Bồ Đề nói rằng pháp lành đó, Như Lai nói tức chẳng phải pháp lành, ấy gọi là pháp lành. Nam mô A Di Đà Phật.